Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng hai dòng mực đang sử dụng tại Học viện Thẩm mỹ Eva Sinh. Một dòng mực là dòng mực siêu bám lên màu đậm đẹp luôn nhé. Đây là dòng mực siêu bám, là mực độc quyền tại Học viện Thẩm mỹ Eva Sinh. Và dòng mực thứ hai là dòng mực hãng xuất xứ từ Hàn Quốc. Mình sẽ giới thiệu về hai dòng mực này cho các bạn biết, để tùy cái nhu cầu sử dụng của các bạn mà các bạn sẽ lựa chọn cho mình một dòng mực để mình mua. Thứ nhất, nếu như với khách hàng của các bạn ở khu vực mà khách hàng yêu cầu được kiểm tra mực và mong muốn là khách hàng được check mực, tức là kiểm tra mực, tức là khách hàng cần là một cái dòng mực nó phải nhập khẩu này, nguyên đai nguyên kiện này, rồi là mực rõ ràng này, nguồn gốc này, và khách hàng, rất nhiều khách hàng mong muốn là mực Hàn Quốc hay mực Mỹ gì đó, tức là khách hàng yêu cầu là những cái chai mực nó phải nguyên tem, thì chúng ta sẽ các bạn sẽ mua cái dòng mực nhập khẩu này của bên mình. Đặc biệt là cái dòng mực nhập khẩu này nó cực kỳ an toàn và lên màu tự nhiên bền màu các bạn nhé. Đây là dòng mực nhập khẩu các bạn nhé, đây là mực nhập khẩu này, có giấy tờ đồng hàng này. Thì các bạn, ví dụ khách hàng mà yêu cầu cao, nhưng mà lưu ý là tất cả những cái mực nhập khẩu nó là mực sẽ lên màu từ từ và nhẹ nhàng tự nhiên. Nếu như khách hàng các bạn mong muốn một cái đôi môi màu tự nhiên hoặc lông mày tự nhiên thì chúng ta sẽ mua dòng mực này. Và đặc biệt là cái mực bên học viện này, đây là cái sáp khắc ạ. Cái sáp khắc này, bạn nào còn đang yếu vấn đề mà điêu khắc mà bị không lên sợi, hoặc là sợi bị không rõ nét, mất sợi nhiều, thì chúng ta sẽ dùng cái sáp khắc này ạ. Sáp khắc này thì bên mình khắc đảm bảo, nếu như các bạn dùng đúng kỹ thuật thì giữ đến 90 đến 100% sợi luôn. Đó. Cho nên là các bạn có thể mua cái dòng mực hãng này. Còn cái dòng mực độc quyền bên học viện, đó là dòng mực siêu bám, dành cho các đối tượng khách hàng mà các bạn thấy là khách hàng mong muốn làm một cái môi lên màu đậm luôn, đẹp luôn, tươi luôn, thì các bạn sẽ sử dụng dòng mực độc quyền siêu bám này của học viện. Hoặc là mí, bạn nào còn đang yếu vấn đề phun mí, mà phun mí không lâu bám mà lên không đen hay bị xanh, thì các bạn có thể thử cái dòng mực bên mình. Ngoài ra, cái dòng mực bên mình học viện thì rất là đa dạng về vấn đề xử lý chỗ đỏ, chỗ xanh, phun mí này, xử lý môi thâm này, có rất nhiều tông màu môi này, đỏ hồng, đỏ cam, đỏ cherry là tông màu môi lên đậm nhất này, đỏ tươi, cam tươi, hồng cam, đó, hồng da, mực đa năng, nó có rất nhiều